Theo thông tin từ tổ chức giải thưởng World Travel Awards, Việt Nam vừa được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2020. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam giành chiến thắng ngoạn mục ở hạng mục này, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Giải thưởng World Travel Awards, giải thưởng du lịch thế giới, được coi là giải Oscar dành cho ngành du lịch việc hai năm liên tiếp việt nam được vinh danh ở hàng mục điểm đến di sản hàng đầu thế giới đã khẳng định sức cuốn hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên cũng như tài nguyên văn hóa của nước ta đối với cộng đồng quốc tế đồng thời cũng là minh chứng cho những thành tiệu của việt nam trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đất nước đây là cơ hội vàng tiếp tục khẳng định thương hiệu điểm đến quốc gia nâng cao vị thế du lịch việt nam quảng bá rộng rãi những tiềm năng thế mạnh đặc sắc của du lịch việt nam ra thế giới